Xin chào các bạn, tôi xin giới thiệu ván cờ Itala, ván cờ Gambit Evans. Chẳng biết là ván cờ Gambit là thường thường là sẽ thấy quân nên là chú trọng phát triển lực lượng để tấn công, và những ai mà ham ăn quân thì chắc chắn sẽ bị thua. Và cái Gambit này là dành cho những người không ngại thế quân. Người ta cùng theo dõi ván cờ dành như sau. Ván cờ diễn ra giữa hai đối thủ Arnaud de Rivage và Pascal Juha Nong, diễn ra năm 1848. Mời các bạn theo dõi. E4, E5, mã F3, mã C6. Đây là những nước đi cơ bản của ván cờ Italia. Tướng C4, tướng C5, B4. Vậy trắng lên được thế quân để nhanh chóng phát triển lực lượng. Tướng B4, C3, tướng A5. Chắc được trắng phải về. Tướng A5, D4, tốt E D4, nhập thành gật. Như vậy bên này ta thấy là trắng chủ trương là không cần về điểm, mà chủ trương là phát triển nhanh chóng lực lượng. Do đó là có đang đồng thời mở được cái cột này, cột nữa mở, còn cột này đã cột mở rồi và thông được tượng và xe hậu chuẩn bị lên tấn công, còn tượng nằm ở vị trí này rồi. Vậy rất là đẹp cho bên trắng, mặc dù mất về hai tốt, mất hết hai tốt trước. Mã F6, dường như bên đen đã nhận thấy sự mối nguy hiểm tiềm tàng, do đó đã nhanh chóng phát triển mã lên để hỗ trợ phòng ngự. Tuy nhiên đây là cũng hơi cầu thả, có lẽ nên nên đi chiến nước D6 này thì hay hơn. Ta cùng theo dõi tiếp tục. Tượng A3, đây, một nước đi rất là xuất sắc. Mục đích của lên đây làm gì? Lên đây là kiểm soát cái ô F8 đây. Và khi đó thì bên xin lỗi, quân bị xếp lộn. Tượng F8 đây thì chắc chắn bên trắng, bên đen không thể nhập thành được. Bên đen không nhập thành được. Cho nó ngăn cản là không, quyết quyết không cho vua đen thoát khỏi trung tâm. Và như thế thì rất dễ đen thì không thể bị như được. Rồi, tới đây thì đen xử lý DE5. Mục đích đối tượng. Xin lỗi, DE5 này. D6. Ở đây bên trắng tiếp tục đợi DE5. E5 lên đổi mã. Mà tới đây thì biết được là đen là đi là DE5. Hậu H3. Hậu B3. Đây là mục đích ta chuẩn bị tấn công vô đây. Tự chấm công vô đây. Tấn công vô F8. Tới đây nhận thấy mối nguy hiểm nên hậu đã phải D7 lên hỗ trợ tấn công. Một phòng thủ, xin lỗi, phòng thủ. Và tiếp tục là bên này là C E1.
ghi một cái quân tốt đây, tốt này chắc chắn là khó, vua nằm đây rồi rất là nguy hiểm này, cái nó xe nằm cái gì cột đứng, và thông thường khi lái xe mà ra chiếm được cái cột mỡ này rất là nguy hiểm. Đó. E4 mục đích là chạy xuống thì có việc có mã giữ đây rồi, hy vọng như thế. Tuy nhiên này, từ đây thì tiếp tục bên đây này mã đây này, như vậy là trắng đã huy động toàn bộ lực lượng để cho cuộc tấn công này, nên đây anh tốt và chắc chắn lên, mà anh lên thì sẽ anh lên chiếu tướng. Tới đây thì tượng C3 như đây, đuổi xe và đuổi mã này nữa, hầu để không ăn được vì có tốt giữa đây rồi. Rồi tới đây một mã E4 mã ăn lên, bắt đầu cho khởi đầu cho cuộc tấn công tượng E1. Tới đây tượng nhận thấy nguy hiểm nên tượng sẽ tấn công con E này để giảm bớt áp lực lên vua. Mà chúng ta vẫn còn con xe ở đây, nó sẽ ăn lại. Thì khi đó thì vẫn chiếm được cái cột mỡ này. Tới đây rất nhận thấy nguy hiểm. Vua tìm mọi cách là D8. Vì phòng ngừa trước cái nước này này, D8 như này. Và tới đây bên trắng đi là mã EG5. Đây, đây này. Mình đã chuẩn bị cho đe dọa cái nước chết người đó là mã lên đây và sẽ chiếu hết được. Tới đây bên đen vẫn chưa nhận thấy cái mối nguy hiểm tiềm tàng đó nên vẫn lên đây mã A5 để mục đích là đuổi hậu đi, và hậu chạy thì chắc chắn sẽ giảm bớt cái áp lực lên đây và cũng hy vọng bắt được hậu. Nếu mà hậu chạy thì bắt tượng thì khi đó sẽ giảm áp lực lên dần dần lên cánh đây. Như vậy mà tuy nhiên thì bên mưu đồ của bên đen không thành công thì tiếp tục trắng tiếp tục đi là mã E5 khởi động cho cuộc tấn công. Mã E5 này, E5 tiếp tục lên hỗ trợ để tấn công vô đây và đồng thời đuổi hậu. Đây một lối đi rất là khá xuất sắc. Thì bên này bắt đầu mã thực hiện tiếp là mã bên ta B3 để tấn công hậu, bắt hậu. Bây giờ bắt đầu đến lượt bên trắng phản công, đó là mã đây tấn công mã anh chiếu tướng bắt xe. Tuy ở đây thì chiếu đây vua thì nếu mà ra đây hai nước đây đều thua cho xe chiếm giữ rồi, không còn nước nào khác bắt buộc phải ăn hậu vô. Hỏi vậy tiếp tục vào mã bảy chiếu, mã tiếp tục chiếu. Tới đây vua qua đây thì bị hậu rồi, bị xe chiếm giữ, lên đây chắc còn chỉ còn duy nhất một nước là lên đây thôi. Vua D7 và đen muốn thoát vua qua ô C6 và thoát qua đây, muốn thoát qua đây thì sẽ đó bớt đi. Rồi tiếp tục, tuy nhiên bên trắng lại không cho vua thoát bằng cách như sau, là tượng B5 chiếu không thoát qua đây được nữa, tới đây không còn nước nào khác chỉ còn cách là tốt lên đây đỡ hơn. Và tới đây thì nên kết thúc ván cờ nhanh chóng bằng cách C E7 chiếu hết. Như vậy đây là một ví dụ về ván cờ Gambit Evan khai cuộc ở Italia, hy vọng rằng nó sẽ giúp ích cho các bạn một phần nào đó.
Cảm ơn các bạn đã theo dõi. Hẹn gặp lại các bạn trong các video khác. Xin chào các bạn.